cán rồi. Thế tỏi. Con đấy thì phải lên mua cán riêng của nó. Cán chi cái nó dạy con tí nữa nhá. Trên này mình xin chút chè. Cổng làng ấy. Kiểu nó đi chợ. Thế chắc tôi bảo mày thế mày đi lên xin một phần cho mày vào chuyện xin một lắm. Thế tổ chim còn bán được đâu? Hả? Ừ. Với nào? Cho ai rồi? Cám treo đây nhưng mà cám đấy thì chả không ăn được, cám đấy cám đấy thằng màu nó cay ăn mà chết.